quá trình học IELTS của mình trong vòng những tháng vừa qua. Và bây giờ mình đang cảm thấy rất là nhẹ nhõm bởi vì mình đã trải qua làm xong kỳ thi IELTS và nhận được kết quả là được 6.5 IELTS. Thực sự là trước đấy mình cảm thấy rất lo lắng bởi vì mình phải thực hiện cái kỳ thi này rất là gấp rút và chỉ được ôn trong vòng một tháng, bởi vì trong tháng 7 này là mình đã phải đi du học do bố mẹ yêu cầu rồi. Thế nhưng mà tình cờ mình gặp được cô Ngân và được cô Ngân giúp đỡ rất là tận tình. Cô đã thiết kế cho mình một cái khóa học IELTS rất là tinh gọn và phù hợp với cái khả năng tiếng Anh hiện tại của mình. Mình thì được tiếp xúc với tiếng Anh khá là nhiều, tuy nhiên là mình chưa học IELTS bất cứ cái tips hay là cái cách làm bài IELTS bao giờ cả, cho nên là mình cảm thấy khá là không tự tin. Nhưng mà gặp được cô Ngân thì cô đã thiết kế cho mình một cái khóa học mà mình chỉ cần theo cái khóa học đấy thôi là mình đã có thể có được cái kết quả như bây giờ rồi.